Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngọc mới vừa order đồ ăn xong rồi cái người ta đem giao thẳng tới khách sạn cho mình luôn, rồi mình ra tới đó mình lấy. Chay á, nó làm gì làm chứ ngày nào nó cũng phải ăn cơm trắng mà hả. Thường thường là Ngọc sẽ order cơm với lại trứng, bữa nay thì Ngọc order cơm với lại thịt nướng á. Rồi bây giờ ở trong giỏ này là Ngọc đang order cơm với lại gà nướng, rồi có order thêm một phần canh cho chay nữa. Đây cách này nè, đó, để có gì trộn chung với cơm. Đi bữa giờ đâu có ăn canh gì đâu. Đây đây là cái phần cơm với thịt nướng Ngọc order cho chồng Ngọc đó, người ta bỏ vô ha. Cơm thịt nướng có dưa leo với lại đồ chua thôi, thơm ngon. Đây cơm với gà nướng với cái trứng nè bà cô chú nè. Ồ, cơm này là cơm tấm luôn nha. Hồi trưa này là Ngọc cũng có order cơm pick up, không phải pick up mà người ta đem chạy lên khách sạn này cho mình rồi. Ngọc order cơm với trứng với lại thịt nướng. Ngọc order cái bịch này hồi nãy là để cho ăn chiều với ăn tối. Khi mà mình order như vậy thì thường thường là tới 45 phút là người ta mới đem tới cái khách sạn của mình. Chỉ cần canh điện thoại rồi cái mình ra mình lấy thôi. Chỗ này là bữa Ngọc ăn phở, ăn bún bò Huế nè. Chay còn thêm khoảng ba ngày nữa là chay sẽ học xong cái khóa này. Chay còn thêm một khóa nữa là một tuần nữa, nhưng mà giữa khóa là chay được nghỉ 3 ngày. Thì hồi bữa là Ngọc tính lái xe đi qua Cô Nhung, mà từ miền Nam Cali tới Bắc Cali hồi bữa Ngọc có chia sẻ là lái xe tới 6 tiếng đồng hồ, mà đi được có 3 ngày, ngày đi ngày ở ngày về. Thì không có đủ thời gian mà chạy xe nó lâu nó mệt đó, nên là gia đình 4-5 ngày trước quyết định là thôi máy bay, đi máy bay. Thì bay từ miền Nam Cali tới miền Bắc Cali của Cô Nhung á là mất khoảng 1 tiếng 27 phút, là mà là bay á cùng chung một Cali, nhưng mà Ngọc ra hiện tại đang ở miền Nam Cali còn Cô Nhung ở miền Bắc Cali đó. Là sáng đó cái đi ra bay ba tiếng rưỡi đồng hồ cái tới cho nó nhanh, chứ còn mà không có thời gian nhiều mà mình lái xe á nên là nó mất hết thời gian luôn, rồi nó còn mệt nữa. Lấy đi lấy về nói mỗi chuyến 6 tiếng vậy chứ 2 chuyến 12 tiếng chứ đi vòng vòng với tới nghỉ ngơi đồ này kia tới 15 tiếng đồng hồ chưa tới, từ miền Nam Cali qua Bắc Cali thôi. Nên là thôi đi máy bay. Xong rồi tới đó chú Lũ với cô Nhung thì sáng phải ra mở cửa tiệm đi làm, nên là Ngọc với chồng Ngọc mướn xe để trong thời gian ở bên đó mình có thể đi đâu á mình đi. Rồi cái xuống sân bay chắc cũng tới giờ trưa, cái đi ăn uống xong cái gì xong rồi về ghé thẳng tiệm cô Nhung luôn. Bữa hai cô cháu nói chuyện nhau vậy, rồi cái chiều tối thì order gì về nhà ăn ngồi tâm sự. Xong rồi sáng hôm sau Ngọc nhắn mấy đứa nhỏ con của chú Tám Ngọc, rồi tại tụi nó cũng ở gần cô Nhung. Sáng hôm sau là mấy chị em chứ là cô Nhung. Cô Nhung đi chơi bữa, đi chơi nguyên ngày đó, rồi sẵn qua nhà để biết nhà chú Tám luôn. Mấy năm nay chú Tám mua nhà chưa biết nhà, sẵn có dịp qua thăm mấy đứa nhỏ, thăm cô Nhung rồi này kia, rồi qua biết nhà chú mình luôn. Chút nữa học xong á ra là mình rước chay đi chơi. Mấy nay ngày nào cũng đi học xong đi về, tại đi học xong ra trễ quá, 9 giờ tới 6 giờ về cho nó ngủ sớm. Cái là ngày hôm sau á là đi học tiếp, nhưng mà ngày mai đỡ nè, ngày mai tới 12 giờ mới vô. Ngày mai là được ngủ tới trưa mới vô nè, khỏe nè. Rồi Ngọc với lại chay đang có mặt ở tại một cái chỗ này gọi là Bubble World, cách cái chỗ mà Ngọc ở 1 tiếng đồng hồ. Bữa giờ chay học mệt nên là cho chay đi Bubble World chơi. Ok, đi quay cho ông bà cô chú coi nè. Không muốn vô cái này hả? Cái này coi đồ người ta bán không, như đâu làm gì đâu. Ha, nhưng mà có chắc làm gì trong này nè chay đi. Ô, come here. Vậy đây chay đi. Thế giới bong bóng ông bà cô chú. Cửa hàng người ta bán nè.
Cái vé này là Ngọc mua trên mạng tối hôm qua, tự nhiên lướt thấy Facebook người ta quảng cáo á, cái Ngọc nói ô để mua cái này chơi chơi đi, chơi. Thế là Ngọc lên Ngọc mua, mà ai ngờ đó, nếu mà mình không mua vé trên mạng á, lên tới đây là hết vé luôn, tại người ta quy định cái số lượng là sao á. Hai con coi coi bạn nó làm gì trong. Ồ, quay cho mẹ. Wow, nó đổi đèn luôn nè, bà cô chú nè. Thấy không, sao đó không? Dạ. Wow, chị mới thấy á. Chay cái này giống y chang mấy chỗ rửa xe á chay. Rửa xe á chay. Ồ. Lạ quá ha, lần đầu tiên vô cái chỗ thế giới bong bóng này á. À đúng rồi, chỗ này chỗ rửa xe này với gì nữa. Trong đây là mờ mờ ảo ảo quá chay ha. Chỉ chờ mẹ với, chờ mẹ với. Nãy giờ chưa thấy cái bong bóng nào luôn á chay. Thằng thấy hình không này chay. À. Oh. Wow. À. Đẹp ha. Một cái vé như thế này á là cỡ khoảng đi hôm qua Ngọc mua nhiêu ta? Cỡ khoảng từ 600 cho tới 900 ngàn một vé, tùy theo mình muốn mua vé thường hay là mình muốn mua vé VIP, rồi có người ta có bán vé VIP nữa. Mà vé VIP đó là thường thường là có cái gì đặc biệt á, là người ta gọi là cái gì? À, cho mình phần quà gì đó. Thấy nói vậy đó. Wow. Chay này lạ nè, chay nè. Đẹp quá, chụp hình chụp hình chụp hình. Chụp hình chụp hình. Cái gì đây? Wow, JD. Khai. Hồi nãy giờ á là ngủ. Ngủ trên xe giờ mới có năng lượng đi đó, chứ con ngủ không mà buồn ngủ lắm không bà cô chú. Ê ủa, đâu có bỏ dép ra đâu chay. Thôi thôi đi đi. Thiên đường bóng bóng luôn chay ơi, phải nói luôn á. Chụp hình. Trời, nó đâu chay, nó mất tiêu rồi ta, chay nó mất tiêu rồi ta. Mọi người coi nè, quá trời bóng bóng luôn. Bóng bóng bự không nha, bóng bóng rất là bự luôn á. Size này là size bự chứ không phải là size bóng bóng size bình thường. Bạn dài vô đi, trời ơi, lùa bóng bóng ra để đi nè. Wow, nhìn dưới kìa. Ồ, cái này là cái gì? Ồ, một cái bóp bồ bự. Hay quá ha. Thế giới bong bóng dành cho trẻ em và người lớn luôn. À, như vậy là người ta thiết kế mỗi phòng. Mình giống như mình đi. Ồ, thấy vậy? Con không chỉ mẹ không biết mà đi luôn á trời. Wow, look at this. Oh, Jay, did you hear your voice? Hello. Wow. Ảo thật. Đúng rồi, này cỡ dài. Bỏ lên. Rồi, mẹ xuống với con luôn nha. Có chỗ để mình để giày nè. Ngọ, này giống hồ bơi vậy chay. Hồ bơi bong bóng vậy đó. À, này giống hồ bơi vậy nè. Wow. À, chọn chay nè. Chọn chay nè. Chọi chay nè. Wow, đã rồi ta. Chay đứng mày chụp tấm hình chay. Chay đứng mày chụp tấm hình đây. Ôi, bong bóng toàn màu trắng không à. Ngồi xuống mày chụp tấm hình đây. Wow. Bơi trong hồ bơi bong bóng. Đã không chay? Chồng không á mọi người, biết đâu không, quên nữa, nãy giờ quên nói mọi người. Anh đi mua đồ ăn. Hãy đi mua đồ ăn xong mà chúng lên vô sao. Trời ơi, lên vô đây rồi cổng. Trời ơi, vô lý không đi. Trời ơi, vô chơi bong bóng ở đồ cổng. Vô lý nè. Vô lý. Rồi, em chơi bỏ cuộc. Chơi chút xíu vậy thôi á. Hả? Lấy giày vô hả? Đi chỗ khác hả? Rồi, tự mang đi. Ủa ơi, này mà có bình xình với ba ly khóa dữ nè. Hey. Ồ, có trò chơi nữa hả? Có cái niệm hơi nữa nè, giống như cái trampoline á. Nhảy lên chưa? Chơi nhảy lên chưa? Hả? Chơi game kìa. Ở đó chơi game kìa. Wow, cái phòng này mới dữ nè, chơi nè. Nhìn bóng bóng kìa, ông bà cô chú. Wow, sao người ta để vậy được hay? Người ta về trong ngày nào người ta cũng bơm vô thêm bóng bóng này, bóng bóng thiệt nè.
giống y chang như là dòng sông ha, tiểu cảnh dòng sông ha. Đó, bóng rớt dưới kìa. Ôi nhìn kìa, hay ha. Vô đi con, vô đi. Có gì vậy? Cái gì vậy nè? Wow, go. Giờ nó mới chịu nhảy vô nè, rồi. Đã không? Rồi chụp lắm. Quá trời đẹp luôn rồi. Cái bông bóng này đẹp nè, bông bóng này đẹp nè. Con muốn đi, để anh đánh chụp hình xong đi đi. Phòng nào cũng có chỗ đi chụp hình hết trơn ha. Hay quá. Rồi nhộng lộn mèo vô đi, vô lộn mèo vô trong đó đi. Ủa xong rồi kìa. Hàng ngưỡng cái khoái làm vậy đâu mong bà cô chú. Để con gái cho thầy mị mà. Rồi sẵn sàng chưa? Chụp hình nha. Oh my god, chị đi nhìn kìa. Trời ơi. Ok, là không được đụng á nha trai nha. Ông bà cô chú coi nè, cái này là từng cái đèn ha, từng sợi dây ha mà người ta làm kìa. Wow, chị đi đứng mày chụp tấm hình cho đi, chụp tấm hình cho đi. Lung lên luôn mọi người ơi, quá trời đèn luôn. Giờ qua đây. Xuống màu trắng mọi người mới thấy là cái này là cái gì ha. Tao mới cho mình đụng. Còn thấy bạn giật giật nữa ha. Căn phòng này á là vô ngồi cái này nè, trả năm thêm 5 đô nữa để bỏ cái này lên để coi cái gì nè. Ngọc nói thôi cho chay vô. Ngọc hỏi chay con nghĩ mẹ có nên vô với con không? Nó nói thôi mẹ khỏi vô đi, nó đợi thôi khỏi vô, thôi mày đứng đây. Don't take it over, it's gonna turn it off. Ngầu yes, chưa? I'm coming. Coi cái này giống như là okay. Can you see anything? Okay, you okay? Lay back baby, lay back. Yeah. Rồi. Coi đi. Không biết thấy gì chay, kể lại coi chay. What you see JD? Không thấy gì hết trơn hả? Đó, ai em vô ngồi ghế nè. Get like, nãy giờ get like cũng lâu. Thấy like anh đúng hả? Đẹp không? Đang diễn tả thấy gì á. Thôi con coi đi, con khỏi diễn tả nữa, coi đi. Nhưng bà cô chú kìa, nó cứ coi cái gì nó. Nó nhìn qua đây bên kia kìa. Đó, nhìn. La lên nữa chứ. Còn la nữa. Cua. Cua không? Đố chay biết mẹ đứng đâu. Ủa nhìn nó tụi mình. Ủa nó chay, nó chay đang cảm giác như chay đang bay vậy đó. Mẹ đứng đâu? Mẹ đứng đây. Đúng rồi sao? Ủa thấy mẹ không? Ủa không thấy sao biết? Cảm nhận thôi hả? Cảm nhận bằng lỗ tai hả? Thôi đừng lấy ra làm chi. Mẹ đứng đây vậy hay ta? Ngồi coi này cũng lâu dữ chứ hả? Không biết tới giờ nó kêu ra hay là xong hay là sao không biết. Ra kêu ra hay gì? Ủa? Hay là tới chừng nào muốn ra ra? Coi nè, coi nó ngồi kìa. Nãy giờ nó ngồi nó. We in a dance party, let's dance. Có nghĩa là mình đang trong một cái buổi tiệc nhảy thôi các bạn ơi. Nó nói vậy. Thôi con ngồi. Đó, nói nữa. Dít diễn tả cảm xúc thì nó mà coi cái miệng nha. Chen mắt hết còn có cái miệng nè. Tưởng miệng y nhăn miệng ngọc luôn. Rồi đi chơi về tới nhà nè mọi người. Đi trên cái chỗ đó gần á, Ngọc thấy có rất là nhiều nhà hàng Việt Nam của mình. Nên là Ngọc nói Ngọc bây giờ Ngọc thèm đồ của Việt Nam mình quá, mặc dù mình ăn cái đồ Việt Nam nhưng mà không phải giống như cơm nhà. Cái Ngọc nói là phải mua một cái phần canh chua rồi cá bông lau. Hàng là người ta bán nè, hai hũ nè. Ha. Rồi á hả, cá kho tộ còn cá kho tộ nữa, nhưng mà cái này người ta chưa có làm gì sẵn cho mình. Rồi mình về mình lấy cái nồi á, mình hâm lên rồi mình bắt lên mình tự nấu. Có chén nước chấm đây nè, trời Ngọc đói bụng quá. Rồi nhìn những lớp cá kìa, lâu quá không ăn cả tháng trời, có khi hơn chứ, có 2 tháng không ăn này chứ, đói bụng quá. Cá kho tộ người ta làm nè mọi người, coi nhìn cái màu cũng đẹp quá ta, nhìn hấp dẫn á. Rồi bây giờ cái này bên đây Ngọc đã đổ nước vô. Wow,
mình cũng thành một nửa nồi canh chua chứ bộ. Này là có mình Ngọc ăn, là chứ chồng Ngọc anh không ăn rồi. Chay cũng vậy, Ngọc bỏ cà chua vô trước. Thời gian Ngọc hâm cái đó thì chồng Ngọc anh mới về cho Ngọc coi một cái tấm hình. Mọi người biết á, là cầu thủ Lena Messi á, là đã dọn về Florida sống rồi đúng không? Con không biết chú này đâu, chú này đá banh giỏi lắm. Mà cái chợ mà ảnh đi chợ á, cũng có chợ public mà mẹ Ngọc với Chay trước cửa nhà, nhưng mà cái chi nhánh khác đúng không? Mà mọi người coi anh nè, anh đi chợ nè. Trời ơi, nhưng mà anh đi chợ đâu vòng vòng mẹ mì chứ, đời nào mình gặp mình đời nào đi lên mẹ mì đi chợ, thấy không? Mà mai mốt á, ảnh có đá banh ở tiết gì, cái trận đấu đầu tiên của ảnh là ngày 21 tháng 7 nè. Mà nếu mà Ngọc có ở Florida là Ngọc đi coi á. Đó, hay là để đợi chừng nào mà có một cái trận đá banh nào ở Florida, ba về á, dẫn ba đi coi cho ngoài đời thử cho ba biết. Rồi sẵn dẫn mọi người đi quay rồi coi thử coi một trận đá banh ở Mỹ như thế nào, sao. Nó mà hả? Anh Bảo nói hả? Đây là thần tượng của anh Bảo. Anh Bảo anh nghe mà Lena Messi về qua bên Florida mày mì, anh nói trời Ngọc ơi gần quá Ngọc ơi. Trời, nồi canh chua Ngọc mới nấu xong rồi nè mọi người ơi. Wow, con này nó sôi dùng sục luôn nè. Ngọc mua về Ngọc nấu lại nha. Trời ơi, nấu giống y chang như mình mới nấu. Nấu cái gì vậy? Gì con? Mẹ nấu cái gì vậy? Mẹ nấu canh chua. Là cái canh này á, nó ăn nó không có ngọt mà nó chua. Tại sao nó chua dữ vậy mẹ ăn? Chua ăn mới ngon. Con đang ăn gì á? Dâu. Con ăn dâu hả? Chưa, mẹ mới cắt dâu, ba trái dâu ăn ha. À, ngày mai á, ngày mai mình được ngủ, ngày mai được ngủ trưa mới đi học sướng không? Chiều về sớm nữa, đã không? Con mẹ mua cho con cái đôi giày hay nhiều giống như vậy nữa. Đúng rồi, mua. Đây nhanh gọn lẹ bữa ăn của Ngọc trong tối ngày hôm nay nè mọi người ơi. Đây là quá đã rồi, không còn gì nói nữa hết trơn á, thèm quá. Rồi bây giờ mời mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. Ồ, con này có cứ cá này. Ồ, cứ cá này mềm luôn rồi. Cá bông lau. Chấm miếng nước mắm mặn. Đó mọi người ở Việt Nam á, cái này nó quá bình thường nha. Còn cái này đối với Ngọc nó là một thứ gì đó rất là xa xỉ. No. Mới nấu xong nó nóng quá trời nóng. Ồ, bữa cá à. Are you gonna drive? Yeah. Chay với ba giờ đi không mát hả? Nói với ba nói tối thường thường tôi đi không mát lắm nha bà cô chú. You didn't grab my phone. Oh my god, a big bug. Let's go. A big one's here. Tao nóng quá chùi trong hút cạch luôn á. You are already good at it. Wow. Yeah, you're amazing. Đi chơi vui vẻ nha con. Yeah, so you don't have to. Wow. Thử cái cứa cá này. Yep, no way. Daddy, how much was this? Honey, it was like $39, or I can't remember. $39, $40. Ngọc gọi điện thoại mua. Lúc mà Ngọc ở trong nhà, cái nhà kia với Chay á, tại vì ba Chay đang đi mua đồ ăn, nên là Ngọc nói là ghé lấy cái này giùm Ngọc luôn. Cái chồng Ngọc anh là người pick up, Ngọc hỏi anh giá bao nhiêu, anh không nhớ. Vào để hồi thử rồi. Mời mọi người nha. Wow. Ngon. Đúng y hệt với cái tên quán luôn. Y chang luôn. Cái quán này tên là cái gì ạ? Cái gì Cần Thơ á, là miền Tây. Cái vị nêm y chang luôn. Mới đầu nãy Ngọc ăn canh chua á, Ngọc húp vô còn nghe cái vị ngọt nha. Vị ngọt.
Yeah, chua mà ngọt, ngọt nhiều. Và bây giờ Ngọc ăn vô thứ cá này á, nó ngọt mà cái kiểu đúng miền Tây luôn. Đã quá mọi người ơi. Đó, chà kia kìa. Cô này về chắc, cô chủ là chắc vô ở Cần Thơ nè. Cái chỗ chơi của Chay á, lúc mà chiều Ngọc đi á, thì đi tới 1 tiếng đồng hồ mới tới. Lúc về á, có nửa tiếng đồng hồ mà. Tại vì á, trên Los Angeles này á, nó ưa dễ bị kẹt xe. Mà thời điểm nào kẹt xe là mình đi lâu, còn tối về á, hết kẹt xe là đi nhanh lắm. Ngon. Cái hồng ngon quá. Nó béo quá không? Ngọt ngọt ha. Hơi mặn mặn ha. Wow. Mà để ăn được mấy ngày á. Quá đã à. Mà về nhà ăn thôi chứ còn đi vô cái chỗ ông Chay không ăn được đâu. Khó. Chỗ đồ hầm. Wow. Được rồi. Dạ. Có tiếng gì mà hú hú rồi ta? Tiếng gì mà hú hú khó chịu dữ ta? Bầu ngâm gì qua ngày Tây nè. Ngọc bỏ 2 sợi, 3 sợi vô đây. Ngọc ngâm từ sáng lúc mà Ngọc đi đi với Chay á. Giờ về chiều là có uống à. Mát. Bỏ vô ngăn mát, uống mát quá. Wow, cái đuôi khứa cá ngon. Tuyệt vời. Đúng miền Tây luôn á. Chay á, hồi nãy á là hả đi với Ngọc xong vòng là ba tới rồi ba Chay vô và Chay đi thêm một vòng nữa với ba Chay nữa là hai, cho là một mình Chay đi 2 lần đó. Rồi ăn cái này tưởng tượng mình đang ngồi Việt Nam á, tự nhiên á mới vừa hấp vô cái muỗng đó tự nhiên như tưởng tượng đang ngồi Việt Nam. Cần Thơ cái nhớ bánh Ninh Kiều. Ngon quá. Có bạc hà rồi này kia nữa, đầy đủ hết trơn. Khứ cá cắt mỏng 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 là dễ ăn. Ngọc rất là thích ăn cá này luôn á. Vừa có mỡ mà vừa có thịt mà ăn nó mềm mềm mềm. Mà cá này kho tộ rồi thôi hết sảy. Quá đậm đà quá ngon. Ăn miếng nào mà phải khen miếng nào thiệt á. Quên. Phải ăn vô miếng ớt cay nó mới đúng. Mình coi miếng ớt này cay không nè. Không có cay hết trơn. Wow. Ăn mà muốn nó phê mà muốn nhắm mắt lại luôn á, đã quá. Trời ơi, cuối cùng đã giải tỏa được cái cơn thèm cơm nhà, cơm phần. Quá tuyệt vời.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Ngày mai Ngọc đi đâu, Ngọc làm gì, Ngọc sẽ tiếp tục quay gửi tới tất cả mọi người nữa. Cảm ơn mọi người đã chọn bấm vào cái video này của Ngọc mỗi ngày để xem, để mình có thể giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ, thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Mình hẹn gặp lại nhau ngày mai nha. Bye bye.